Thanh Nấm xin chào tất cả các bé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học bài 27 trong chuỗi bài tập đánh vần tiếng Việt của cô nhé. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tập ghép các nguyên âm trong tiếng Việt với phụ âm M. Nào, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bài học thôi. A M A M am A M A M âm Ơ M Ơ M âm E M E M em E M E M em I M I M im Bây giờ chúng ta sẽ tập đánh vần với các dấu thanh nhé. Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. A M am sắc ám, A M am huyền ám, A M am hỏi ám, A M am ngã ám, A M am nặng ám, A M am sắc ám, A M âm huyền ầm, A M âm hỏi ầm, A M âm ngã ầm, A M âm nặng ầm, Ơ M âm sắc ấm, Ơ M âm huyền ầm, Ơ M âm hỏi ẩm, Ơ M âm ngã ẩm, Ơ M âm nặng ẩm. Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. E M em sắc em, E M em huyền em, E M em hỏi em, E M em ngã em, E M em nặng em, M em sắc em, E M em huyền em, E M em hỏi em, E M em ngã em, E M em nặng em,
im im sắc yếm. Im im huyền yếm. Im im hỏi yếm. Im im ngã yếm. Im im nặng yếm. Dấu sắc. Dấu huyền. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu nặng. Om om sắc om. Om om huyền om. Om om hỏi om. Om om ngã om. Om om nặng om. Om om sắc om. Om om huyền om. Om om hỏi om. Om om ngã om. Om om nặng om. Om om sắc om. Om om huyền om. Om om hỏi om. Om om ngã om. Om om nặng om. Dấu hỏi. Dấu ngã. Dấu nặng. Um sắc um. Um huyền um hỏi um. Um ngã um. Um nặng um. Các bé ơi, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu như bạn nào xem một lần mà chưa rõ hoặc chưa thuộc bài thì chúng ta có thể xem lại nhé. Và các bé đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của cô để được đón xem video mới nhất của cô nhé. Cô xin chào tất cả các bé và hẹn gặp lại các bé trong các video lần sau. Bye bye!